Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức khỏe tự nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Sức khỏe tự nhiên. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ba nội dung chính sau đây. 1. Sau 50 tuổi biết ăn chuối xanh kiểu này tốt gấp vạn lần nhân sâm, khỏi bay bốn bệnh ác tính. 2. Rau lan nấu với thứ này, diệt sạch ung thư, thanh lọc gan, càng ăn càng sống thọ. Và ba Bác sĩ tiết lộ 7 loại rau luộc ăn với cơm sẽ sống rất thọ, bổ gấp 100 lần nhân sâm, diệt sạch tế bào ung thư. Sau đây là nội dung đầu tiên. Sau 50 tuổi, Biết ăn chuối xanh kiểu này tốt gấp vạn lần nhân sâm, khỏi bay bốn bệnh ác tính. Thưa quý vị, còn nhớ thời xưa khi kinh tế khó khăn, thực phẩm thiếu thốn thì chuối xanh được coi như món ăn cứu đói. Tuy nhiên mãi đến tận bây giờ, có nhiều người vẫn không hay biết, món ăn cứu đói đó chính là một loại thần dược chữa bệnh cực thần kỳ đã được khoa học và các chuyên gia công nhận. Trong chương trình hôm nay, Chúng tôi xin được thông tin đến quý vị và các bạn những công dụng chữa bệnh vô cùng thần kỳ của loại quả này. Công dụng số 1 Chuối tiêu xanh chữa bệnh đau dạ dày Nếu quý vị ngồi đây đã từng bị đau dạ dày, viêm lét dạ dày thì hẳn rằng sẽ rất hiểu nỗi khổ của bệnh nhân đau dạ dày khi những cơn đau hành hạ. Đáng tiếc hơn nữa là những căn bệnh này rất khó điều trị dứt điểm bằng thuốc nếu không có cách ăn uống hợp lý, bệnh kéo dài có thể dẫn đến xuất huyết dạ dày, ung thư dạ dày. Nếu đã tìm nhiều cách chữa trị nhưng vẫn chưa khỏi thì quý vị hãy sử dụng chuối xanh, vì nó có tác dụng chữa bệnh đau dạ dày vô cùng hiệu quả. Theo đông y, chuối xanh có tính bình vị chát, sử dụng thường xuyên có thể cắt được những cơn đau khó chịu ở dạ dày. Đặc biệt loại quả này còn có tác dụng khám viêm rất tốt tài liệu nghiên cứu hiện đại cũng đã chứng minh trong quả chuối xanh có chứa nhiều chất xơ, khoáng chất và vitamin. Đây cũng là những thành phần giúp làm cho chất nhầy ở niêm mạc dạ dày đầy và nhiều hơn. Điều này có tác dụng rất tốt trong việc chống lại các triệu chứng do bệnh dạ dày gây ra. Bên cạnh đó, chuối xanh còn hỗ trợ làm lành các tổn thương ở niêm mạc dạ dày. Nhờ đó, các cơn đau nhức khó chịu ở bụng cũng được cải thiện trong thời gian ngắn. Vậy nên, chẳng có lý do gì để chúng ta không sử dụng chuối xanh và việc chữa trị các vấn đề liên quan đến dạ dày. Sau đây chúng tôi xin chia sẻ đến quý vị các bước sử dụng chuối xanh để trị đau dạ dày. Đầu tiên, gọt bỏ vỏ chuối xanh, ngâm cùng nước muối loãng, sau đó cắt chuối ra thành từng lát mỏng, ngâm thêm 10 phút nữa. Tiếp theo, vớt chuối ra cho ráng nước, phơi khô hẳn và xay thành bột. Nhào số bột này với một lượng mật ong vừa phải và tạo thành từng viên nhỏ, bảo quản trong hộp kín. Mỗi ngày nhai 2 đến 3 viên, sử dụng đều đặn trong 2 tuần thì những triệu chứng của bệnh đau dạ dày sẽ được cải thiện rõ rệt. Công dụng số 2: Chữa mất ngủ kinh niên. Trước đây có một khoảng thời gian bản thân tôi bị mất ngủ trầm trọng vào ban đêm nên ban ngày lúc nào cũng trong trạng thái buồn ngủ đi làm hay về nhà cũng đều muốn ngủ nhưng đến tối đặt lưng xuống lại không ngủ được cố mãi mới chợp mắt thì mơ linh tinh ngủ dậy đau đầu khó chịu tôi có đi khám uống thuốc rồi bổ sung thực phẩm đủ cách nhưng vẫn không cải thiện tình cờ đọc được bài thuốc chữa mất ngủ bằng chuối xanh nên tôi làm theo thần kỳ là chứng mất ngủ đã được cải thiện. Quan trọng là bài thuốc vô cùng đơn giản. Quý vị và các bạn hãy cùng thực hiện xem sao. Chuẩn bị một quả chuối xanh, 250 ml nước, một thanh quế. Cắt bỏ hai đầu quả chuối và chia làm đôi. Sau đó đun sôi chuối trong 10 phút, rồi cho thanh quế vào ngâm thêm 10 phút nữa. Chắc lấy nước uống. Một cốc nhỏ trước khi ngủ, khoảng 1 tiếng cà chuối xanh sẽ làm giảm những kích thích bất thường trong não, giúp các bạn chìm vào giấc ngủ nhanh và sâu hơn. Công dụng số 3, hỗ trợ điều trị tiểu đường. Theo thời gian, cơ thể chúng ta lão hóa, chức năng chuyển hóa cũng vì thế mà kém đi, khiến lượng đường trong máu dễ tăng cao hơn bình thường, từ đó gây bệnh tiểu đường, dễ dẫn đến các biến chứng gây tổn thương những cơ quan trong cơ thể như tim, mắt, thận, gây mù lòa, suy thận, đột quỵ, thậm chí là tử vong. Chính vì thế, càng thêm tuổi thì chúng ta càng cần chăm sóc sức khỏe và phòng ngừa bệnh tiểu đường. Quý vị và các bạn hãy tham khảo bài thuốc sau từ chuối xanh. Theo nghiên cứu, chuối xanh có thể giảm hấp thu gluco của các tế bào trong cơ thể, giảm hàm lượng insulin, từ đó ngăn ngừa bệnh tiểu đường hiệu quả các bạn hãy mang chuối xanh rửa sạch, sau đó ép lấy nước uống, dùng lâu dài sẽ có tác dụng ổn định điều huyết. Cách làm này tuy còn đơn giản nhưng lại mang đến hiệu quả rất cao. Công dụng số 4. Hỗ trợ giảm cân, giảm mỡ dễ dàng. Có thể dễ nhận ra khi càng lớn tuổi thì việc kiểm soát cân nặng và mỡ thừa trở nên càng khó khăn, dẫn đến nhiều hệ lụy cho sức khỏe. Thay vì ăn kiêng khổ sở uống thuốc giảm cân hại sức khỏe thì các bạn hãy chịu khó sử dụng chuối xanh bởi đây là một giải pháp giúp chúng ta giảm cân giảm mỡ vô cùng dễ dàng và hiệu quả theo các chuyên gia việc ăn chuối xanh hàng ngày có thể giúp chúng ta giảm cân hiệu quả vì loại quả này rất giàu chất xơ có khả năng làm sạch ruột và loại bỏ những tế bào mỡ thừa không mong muốn ngoài ra chuối xanh cũng tạo cảm giác no lâu từ đó giảm lượng ăn và ngăn cơ thể tăng cân tích mỡ để việc ăn chuối xanh mang lại tác dụng giảm cân hiệu quả các bạn có thể chế biến những món ăn ít dầu mỡ và thường xuyên ăn trong những bữa cơm hàng ngày xuyên chuyển sang nội dung tiếp theo rau lan nấu với thứ này diệt sạch ung thư thanh lọc gan càng ăn càng sống thọ thưa quý vị với nhiều người việt chúng ta mà nói thì rau lan chỉ là loại rau rẻ tiền, không có mấy giá trị và chỉ ăn cho vui. Tuy nhiên tại Nhật Bản, đất nước có tuổi thọ trung bình cao nhất trên thế giới, thì rau lan lại rất được ưa chuộng và bán với giá rất cao bởi nguồn dinh dưỡng dồi dào của nó. Các bác sĩ cho biết, rau lan được coi là thần dược trong phòng chống ung thư và hàng tá bệnh, giúp nâng cao sức khỏe và kéo dài tuổi thọ cụ thể rau lan có tác dụng gì, ăn như thế nào mới là tốt nhất, thì ngay bây giờ mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu. Theo nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, rau khoai lang là kho tàng vitamin. Riêng vitamin B2 trong rau khoai lang cao hơn gấp 10 lần của khoai lang. Vitamin C cao gấp 5 lần và chất chống oxy hóa polyphenol cao gấp 8 lần. Không chỉ thế, hàm lượng sắt phốt pho, carotin và các nguyên tố vi lượng khác được xếp đứng đầu trong các loại rau. Nhờ vậy mà loại rau này mang đến rất nhiều công dụng cho sức khỏe của chúng ta. Công dụng số 1 Rau lan giúp ngăn ngừa ung thư hiệu quả Nhắc đến công dụng này của rau lan thì phải kể ra câu chuyện của một bác sĩ tại Trung Quốc. Vị nữ bác sĩ này từng rất bàng hoàng khi nhận kết quả bị ung thư vú năm 46 tuổi. Vì bản thân bà có chế độ ăn uống và sinh hoạt rất lành mạnh, khi đã phát hiện ra ung thư đã di căn đến xương, nữ bác sĩ này quyết định thay đổi và chuyển hoàn toàn sang chế độ ăn chay. Chỉ ăn rau củ quả, không ăn thịt trứng. Đặc biệt mỗi tuần, bà đều đặn ăn từ 3 đến 4 bữa rau khoai lang. Sau một thời gian tái khám, thì thật bất ngờ các tế bào ung thư trước đây di căn đến xương đã dần biến mất và bệnh tình cũng ngày càng ổn định, bà cũng trở nên khỏe mạnh hơn. Chính các bác sĩ thăm khám cho bà cũng vô cùng ngạc nhiên. Qua tìm hiểu thì họ đã kết luận rằng bệnh tình của bà tiến triển tích cực, phụ thuộc nhiều yếu tố, trong đó có việc ăn rau lang đều đặn mỗi tuần là yếu tố vô cùng quan trọng. Rau lang đứng đầu trong danh sách 20 loại rau củ quả giúp phòng ngừa ung thư. Chất glycolipid trong khoai lang có khả năng ức chế sự phát triển và tiêu diệt các tế bào ung thư. Hơn nữa, nó còn có khả năng phục hồi hệ miễn dịch bị suy yếu, từ đó ngăn ngừa ung thư hiệu quả. Hơn nữa, rau lang còn rất giàu dinh dưỡng, nên mỗi tuần chỉ cần bổ sung hai bữa rau lang là đã có thể phòng chống ung thư hiệu quả. Công dụng số 2. Ngăn ngừa bệnh tim mạch có thể nhiều người chưa biết rằng các vấn đề liên quan đến tim mạch là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn thế giới, đặc biệt ở những người lớn tuổi. Trong khi đó, chúng ta có thể bảo vệ tim mạch với một cách rất đơn giản, đó chính là bổ sung rau khoai lang trong bữa ăn hàng ngày. Tại Nhật Bản, châu Phi và Indonesia, rau khoai lang còn được sử dụng để điều trị các bệnh lý liên quan đến tim mạch, các hợp chất flavonoid và que trong lá khoai lang làm giảm sự hấp thụ axit béo trong ruột thông qua điều chỉnh các enzyme khác nhau liên quan đến chuyển hóa lipid và sự biểu hiện của các yếu tố phiên mã liên quan đến tổng hợp chất béo trung tính và cholesterol. Westing còn làm giảm hoạt động của CYP tuyến tủy, ức chế sự hấp thụ cholesterol và triglycerides thông qua chất vận chuyển cholesterol và axit béo ở biểu mô. Công dụng số 3 Giảm nguy cơ loãng xương đối với những người phụ nữ sau mãn kinh, người lớn tuổi. Do hàm lượng canxi trong xương mất cân bằng nên có thể gây ra các nguy cơ bị loãng xương. Việc bổ sung vitamin K có từ rau kho lan sẽ giúp cân bằng lại lượng canxi trong xương. Ngoài ra khi kết hợp vitamin D với vitamin K thì nó có thể giúp người bị gãy xương sẽ mau hồi phục. Chính vì thế, ăn rau khoai lang là cách tự nhiên giúp chúng ta có một hệ xương khớp khỏe mạnh. Công dụng số 4. Phòng chống và điều trị tiểu đường hiệu quả Đối với tình trạng đường huyết cao, các flavonoid trong lá khoai lang có thể thúc đẩy sự hấp thụ gluco ở mô ngoại vi và tăng cường bài tiết insulin, giảm tình trạng tự hủy của tế bào beta tuyến tỵ ngoài ra quetin kích hoạt tái tạo tế bào beta trong tuyến tụy gây tăng tiết insulin kết quả là con đường tế bào liên quan đến bài tiết insulin sẽ được kích thích làm giảm khả năng kháng insulin giúp chống lại bệnh đái tháo đường ngọn rau lan có chứa một chất gần giống insulin mà ở lá già không có chất này vì thế người bệnh đái tháo đường có thể dùng ngọn rau khoai lan để ăn như một phương thuốc bảo vệ sức khỏe của mình. Bên cạnh đó, rau lan cũng cực kỳ giàu chất chống oxy hóa. Đây là máu chốt giúp loại rau này trở thành thần dược cho sức khỏe của chúng ta, giúp cơ thể chống lại bệnh tật, làm chậm quá trình lão hóa và ngày càng khỏe mạnh. Chính vì thế, quý vị hãy lưu ý để bổ sung các món ngon từ rau khoai lang như rau luộc, rau xào tỏi, rau lan xào nấm chay, hoặc canh rau lang với tôm tươi vào bữa ăn hàng ngày của gia đình. Xin chuyển đến nội dung cuối cùng. Bác sĩ tiết lộ 7 loại rau luộc ăn với cơm sẽ sống rất thọ, bổ gấp 100 lần nhân sâm, diệt sạch tế bào ung thư. Thưa quý vị và các bạn, vào thời xưa khi kinh tế khó khăn, thì bữa cơm của người dân đa phần đều vô cùng đạm bạc, chỉ có rau dưa theo mùa chứ ít khi có cá thịt. Tuy nhiên có một điều đáng ngạc nhiên là sức khỏe của mọi người đều rất tốt và tuổi thọ cũng rất cao. Để lý giải điều này, các nhà khoa học cũng như các chuyên gia đông y đã dành ra rất nhiều năm để nghiên cứu. Kết quả cho thấy có những loại rau dân dã dễ trồng, dễ mua và có giá thành rất rẻ nhưng lại bổ dưỡng hơn cả những loại thực phẩm đắt tiền, rất tốt cho sức khỏe. Không những vậy, những loại rau này chỉ cần chế biến đơn giản như đem đi luộc ăn là đã vô cùng tốt cho sức khỏe. Có thể ngăn ngừa được rất nhiều căn bệnh nguy hiểm như sơ gan, bệnh tim mạch, sỏi thận, lao phổi và đặc biệt là ung thư, giúp chúng ta sống trường thọ. Vậy thì cụ thể đó là những loại rau nào, lợi ích mà chúng mang đến cho sức khỏe ra sao? Thì ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi chương trình. Loại số 1, rau cải cúc vụ đông xuân là mùa của rau cải cúc không chỉ rẻ tiền mà còn có thể chế biến rất nhiều món ăn thơm ngon như luộc xào nấu canh tuy nhiên để giữ được trọn vẹn chất dinh dưỡng cũng như giúp cơ thể hấp thụ tốt nhất thì các bác sĩ khuyên chúng ta nên ăn rau cải cúc luộc không chỉ thơm ngon và dễ ăn cải cúc luộc còn mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe như an thần Rau cải cúc rất giàu vitamin và các axit amin nên có tác dụng tốt để điều chỉnh tâm trạng. Những người hay lo lắng mà ăn cải cúc hàng ngày có thể giúp ổn định cảm xúc, bảo vệ não, phòng ngừa chứng bệnh hay quên. Lượng chất xơ dồi dào trong loại rau này giúp thúc đẩy nhu động ruột, đào thải độc tố trong đường ruột, chống táo bón và tốt cho tim mạch. Thành phần dược liệu trong rau cải cúc rất tốt cho những người mắc bệnh tim mạch và giúp trái tim khỏe, giải cảm, chữa ho. Rau cải cúc có lượng vitamin A dồi dào và có tác dụng chống nhiễm trùng cho hệ hô hấp, tăng cường chức năng của phổi, tiêu đờm, giảm các triệu chứng của bệnh hen suyễn. Do cải cúc có vòng đời khá ngắn, nên nếu không biết rõ nguồn gốc thì quý vị và các bạn sẽ rất dễ mua phải những loại rau có tàn dư thuốc bảo vệ thực vật, ăn vào sẽ gây hại cho sức khỏe. Chính vì thế, Quý vị và các bạn có thể tự trồng rau tại nhà hoặc chọn nơi mua có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và tin tưởng. Loại số 2, rau ngải cứu. Rau ngải cứu được mệnh danh là một loại thần dược cực kỳ tốt cho cơ thể. Ngải cứu vừa là cây rau, vừa là cây thuốc, thường thấy trong nhiều khu vườn của các gia đình Việt Nam. Với cách sử dụng đơn giản, hiệu quả và chi phí thấp, nhiều gia đình sử dụng ngải cứu thường trần qua cho đỡ đắng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, phương pháp chế biến mang lại nhiều lợi ích nhất và giữ trọn những dưỡng chất có lợi cho sức khỏe là luộc chín ngải cứu. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng loại rau này khi luộc sẽ giữ lại nhiều chất và các chất giúp an thần lợi mật. Đặc biệt, ngải cứu có tính kháng khuẩn cao và giúp cầm máu cực kỳ tốt. Loại thuốc quý này cũng giúp trị đau đầu, kinh nguyệt không đều, bổ tỳ vị bảo vệ lá lách và điều trị các bệnh về tiêu hóa. Hơn nữa, ngải cứu có chứa rất nhiều vitamin và các axit amin tốt cho sức khỏe, có tác dụng điều trị nhức đầu, đau nhức xương khớp cực kỳ hiệu quả. Ngải cứu lục cung cấp cho cơ thể rất nhiều dinh dưỡng, giúp bảo vệ chúng ta khỏi nhiều căn bệnh nguy hiểm. Tuy nhiên cũng có một vài trường hợp không nên sử dụng món ăn này. Đầu tiên là những người mắc bệnh thận, nếu ăn ngại cứu luộc quá nhiều, có thể dẫn đến cơ thể mất năng lượng, chóng mặt, ù tai và thậm chí là tổn thương thận. Thứ hai là phụ nữ mang thai 3 tháng đầu. Nếu ăn món này sẽ gây nguy cơ động thai. Thứ ba là những người bị rối loạn đường ruột cấp tính cũng cần phải tránh xa ngại cứu, nhất là ngại cứu luộc. Loại số 3, củ cải luộc Củ cải cũng là một loại rau củ quen thuộc. Tuy nhiên, người ta thường đem xào hoặc đem kho thịt, chứ rất ít người biết rằng củ cải luộc là một món ăn thanh đạm, vừa dễ ăn lại được ví như thần dược chữa bách bệnh. Với những công dụng như tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ chức năng gan và phổi, phòng ngừa bệnh tim mạch, ngăn ngừa thiếu máu, tốt cho não bộ và nhất là ngăn ngừa ung thư nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào trong món ăn này. Khi luộc củ cải, quý vị nên cho thêm vài lát gừng và một chút muối để hương vị được thơm ngon, đậm đà hơn. Bên cạnh đó, cũng chỉ nên luộc củ cải trong vòng 4 đến 5 phút để món ăn giữ được độ giòn ngọt. Loại số 4: Bí đỏ luộc. Bí đỏ luộc không những thơm ngon mà còn được ca ngợi là thuốc tiên với nhiều lợi ích cho sức khỏe. Không biết quý khán giả đang theo dõi chương trình, có ai yêu thích hương vị của bí đỏ luộc hay không? Với nhiều người thì món ăn này thậm chí còn ngon hơn cả sơn hào hải vị. Không những vậy, nó còn mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nhiều người già hiện nay có các vấn đề về mắt, thị lực suy si giảm đã phẫu thuật nhiều lần nhưng cũng không mang lại kết quả như mong muốn. Điển hình như bà Điền, 82 tuổi ở Cao Bằng, khi gần như đã hết hy vọng sau cuộc phẫu thuật mắt, thì bà được một người dân trong làng mách rằng ăn bí đỏ luộc rất tốt cho mắt, giúp mắt sáng hơn. Chính vì thế, bà đã làm theo và thật bất ngờ. Sau một thời gian sử dụng, thì thị lực của bà đã được cải thiện trong thấy. Không chỉ tốt cho mắt, ăn bí đỏ luộc còn giúp giảm cân, hỗ trợ tiêu hóa, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim và ngăn ngừa ung thư. Loại số 5 cải bó sơ luộc cải bó xôi luộc được ví là bổ như nhân sâm ăn vào tăng cường sức khỏe tránh xa bệnh tật luộc cải bó sôi có thể coi là phương pháp đơn giản bổ dưỡng và theo các bác sĩ đây cũng là cách chế biến tốt và phù hợp đối với loại rau này theo nghiên cứu cho thấy cải bó sôi chứa hơn 35 loại vitamin và dưỡng chất thiết yếu tốt cho mắt và da giúp xương chắc khỏe không những vậy Loại rau này còn chứa một lượng lớn flavonoid có đặc tính chống ung thư, làm giảm quá trình tế bào ung thư, phân chia trong dạ dày và thu nhỏ các tế bào ung thư. Ngoài ra, ăn rau cải bó xôi luộc thường xuyên còn giúp bảo vệ mắt, đục thị tinh thể, thái hóa điểm vàng. Để luộc được một đĩa rau cải bó xôi xanh mướt, thơm ngon, quý vị và các bạn hãy nấu sôi một nồi nước. Ước lượng sao cho rau ngập trong nước, khi nước đã sôi thì thả rau vào để luộc Đợi rau chín thì vớt ra Quý vị và các bạn phải nhớ Không được đậy nắp nồi Bởi điều này sẽ khiến rau bị đỏ Không được ngon Loại số 6 Rau mùng tơi Rau mùng tơi tuy là một loại rau dân dã Nhưng lại có lợi ích vô cùng tuyệt vời cho sức khỏe Khi được luộc lên Có lẽ nhiều người trong số chúng ta Không quen ăn rau mùng tơi luộc nhưng khác với mồng tơi xào hay nấu canh mồng tơ luộc được các chuyên gia nhận định là mang lại nhiều dưỡng chất cho sức khỏe và đặc biệt rất có lợi cho xương khớp theo đông y mồng tơ luộc có tính hàn vị chua không độc đi vào năm kinh tâm tỳ can đại trường tá tràng giúp lợi tiểu thải độc làm đẹp da trị rôm sảy mụn nhọt còn theo y học hiện đại Món ăn này có rất nhiều vitamin và các axit amin cần thiết cho sức khỏe. Các chuyên gia cho biết các dưỡng chất có trong mồng tơi có tác dụng kháng ung thư, chống oxy hóa và chống viêm. Ngoài ra mồng tơi còn có tác dụng điều trị các bệnh liên quan đến xương khớp, bệnh trĩ, trị thăm nám trên da. Loại số 7. Rau ngót luộc Rau ngót luộc tuy chỉ là một món ăn bình dân nhưng lại mang trong mình những công dụng có thể sánh ngang với những loại thực phẩm đắt tiền. Các cụ thời xưa mang rau ngót luộc cho những người phụ nữ mới sinh ăn, uống nước luộc vì món ăn đơn giản này mang lại vô cùng nhiều những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe, nhất là đối với những người vừa phẫu thuật, bị suy nhược cơ thể hay những sản phụ mới sinh. Theo Đông y, rau ngót có tính lạnh, có tác dụng thanh nhiệt giải độc. Lợi tiểu tăng tiết nước bột, bổ huyết, dưỡng tràng, sát khuẩn, tiêu viêm. Thêm vào đó, loại rau này còn có thể chữa ban, sởi, sốt cao. Ngoài ra, rau ngót luộc cũng rất có lợi cho sức khỏe, giúp lợi tiểu, thông huyết. Mặc dù là loại rau rất lành tính và mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng theo bác sĩ, quý vị và các bạn chỉ nên ăn khoảng 50g rau ngót luộc một ngày và ăn liên tục không quá 3 tháng. Loại số 8. Rau dền luộc Ăn rau dền luộc giúp bổ máu, bảo vệ chúng ta khỏi hàng tá bệnh nguy hiểm. Rau dền đỏ được ví như một loại rau trường thọ, tốt hơn cả thịt bò. Là loại thực phẩm quen thuộc được chế biến thành nhiều món ăn khác nhau, vô cùng bổ dưỡng. Theo Đông Y, loại rau này luộc lên có vị thơm dịu, ngọt, có tác dụng nhượng tràng, thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, tiêu sưng, ngăn ngừa táo bón, Bên cạnh đó thì rau dền còn chứa hàm lượng lớn chất sắt nên rất có lợi cho máu, giúp cải thiện tình trạng bệnh tiểu đường. Thêm vào đó, hàm lượng lớn canxi và kali trong rau dền còn thúc đẩy quá trình tuần hoàn của máu, duy trì hoạt động bình thường của tim, ngăn chặn chuột rút ở các cơ bắp. Món rau dền luộc còn rất giàu protein, chất béo và khoáng chất nên được xem là món ăn bổ dưỡng, giúp bổ sung năng lượng cho cơ thể hàm lượng lớn các chất glucotin trong rau dền có tác dụng ức chế hoạt động của các gốc tự do tấn công các tế bào không hồi chỉnh giúp ngăn ngừa ung thư rau dền sẽ ngon nhất khi được hấp hoặc luộc và trộn cùng với các gia vị như tỏi muối vừng rang hoặc nấu canh thịt tuy nhiên quý vị và các bạn cũng không nên ăn quá nhiều rau dền luộc cùng một lúc và trong một thời gian dài vì nó có thể gây ra tình trạng viêm xương khớp và gây sỏi thận do sự tích tụ của ure. Quý vị và các bạn thân mến, hầu hết các loại rau trên đều rất rẻ. Tuy nhiên những lợi ích mà nó mang lại cho sức khỏe thì chưa chắc các loại thực phẩm đắt tiền đã sánh bằng. Sức khỏe là vốn quý mà sức khỏe của chúng ta lại được quyết định 70% bởi việc ăn uống. Chính vì thế, quý vị và các bạn hãy chú ý bổ sung những loại thực phẩm tốt cho sức khỏe mà chúng tôi vừa đề cập bên trang để tăng cường sức khỏe cho cả gia đình, bảo vệ cơ thể trước nguy cơ bệnh tật cũng như kéo dài tuổi thọ. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại những chia sẻ trong chương trình hôm nay. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những thông tin sức khỏe mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.